đấy, thấy chưa, đấy, vừa bay đi vừa bay đến đấy, vừa ở bên nhà đường nhanh sao anh hơi này, vừa bên này em nhìn thấy bay sang đây. À, chú Trung ơi, bây giờ thì thông cảm cho anh thế này. Từ sáng giờ bảo là đấy, nhưng là nói với ông là ông ơi cháu để ông đến cháu này là nên là ông đến đấy. Từ sáng giờ là ông vuốt rồi cho ông uống nước và cho ông ăn cơm là ông đến hết đấy, thấy chưa, thế ông đến gần với ông chứ. Đây làm gì có chim nào mà bay mà nói vậy. Đấy chưa? Con đỡ thời tiết. Con có chú không chú? À, con chú. Ừ. Đến với ông này. Thế đấy. Đấy. Thì sáng nay không ai tin này, có mọi người nghe là không ai tin, chú này chú không tin, thế chú vào đây này, một cái bảo bậu này là bảo bậu đưa ăn là đến này, thế là mình đến đây. Tin luôn này, nhà mình tin thì tin thôi, không ai tin này. Anh vừa chim nào mà nó lên như vậy thôi. Nãy bay đi rồi xe lại mẹ bay về. Sáng nó bay ở trong kia hay là bay xuống đậu xuống như này. Cái chim bình thường là đến gần mà nói là người đông nhá, đấy cho hút này. Đây này, không để cho vuốt này, đấy. Không để cho vuốt này. Cá nó bay như bài nhện vào hay là nhặt ra cho này. Đấy, như vậy. Này là ai bảo nào thì sao? Không phải ông thì là ai? Nhìn có chim nào mà tự nhiên mà nó đến như nào? Chim nuôi từ đầu nó không được như này. Thế thấy gương này, thấy không? Cô cháu đi.